bạn đang đến với kênh YouTube Báo Vietnamnet. Hãy cùng chúng tôi điểm qua các tin chính đáng chú ý. Cuộc điều tra về hàng nghìn máy nhắn tin phát nổ trong cuộc tấn công của Israel vào Hezbollah đang hé lộ bức tranh đầy bí ẩn về dây chuyền cung ứng của thế lực đứng sau. Manh mối cho thấy những công ty này chỉ mới xuất hiện trong vài năm trở lại đây, hầu như không để lại dấu vết giấy tờ về hoạt động của mình. Họ được điều hành bởi các doanh nhân bí ẩn, với dấu vết trực tuyến mờ nhạt và ít kinh nghiệm trong lĩnh vực viễn thông. Điều này đang làm tăng thêm sự nghi ngờ về ai thực sự đứng sau việc sản xuất và phân phối các thiết bị nhắn tin này. Trong suốt nhiều thập kỷ, Iran và các nhóm vũ trang được hậu thuẫn như Hezbollah đã tạo dựng một mạng lưới các công ty bình phong khắp Trung Đông và Địa Trung Hải nhằm thu thập tài chính và thiết bị, đồng thời lách qua các lệnh trừng phạt quốc tế. Để đối phó, Israel cũng xây dựng những mạng lưới ngầm của riêng mình nhằm xâm nhập và phá vỡ chuỗi cung ứng của các tổ chức được Iran hỗ trợ. Cuộc chiến ngầm giữa các mạng lưới đối địch này đang trở nên kịch tính hơn bao giờ hết. Bức màn bí ẩn này đang dần được phơi bày. Thế lực ngầm nào đứng sau vụ phát nổ? Trong ngày 17 tháng 9 và 18 tháng 9, hàng nghìn máy nhắn tin và bộ đàm ở Liban bất ngờ phát nổ, khiến hơn 40 người thiệt mạng, khoảng 3.500 người bị thương. Thiết bị liên lạc phát nổ ở bất cứ nơi nào, dù là siêu thị, trên đường phố hay trong đám tang, khiến người dân Liban hoang mang. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là, các thiết bị liên lạc đó đã vào Liban bằng cách nào? Chính phủ Hungary cho biết, các thiết bị máy nhắn tin thương hiệu Gold Apollo gây ra các vụ nổ hàng loạt ở Liban chưa bao giờ xuất hiện ở quốc gia châu Âu. Trước đó, công ty máy nhắn tin Gold Apollo của Đài Loan Trung Quốc cho biết, mẫu máy nhắn tin được sử dụng trong cuộc tấn công chống lại Hezbollah là do PAC Consulting có trụ sở tại Budapest, Hungary. Công ty này khẳng định họ chỉ cấp giấy phép thương hiệu của mình cho công ty PAC Consulting và không tham gia vào việc sản xuất thiết bị mà Hezbollah sử dụng. Ngày 19 tháng 9, lực lượng an ninh quốc gia đã triệu tập hai giám đốc điều hành từ Gold Apollo và PAC Consulting nhằm phục vụ công tác điều tra. Văn phòng công tố cũng cho hay, các nhà điều tra đã khám xét 4 địa điểm, trong đó có quận Sizi, thành phố Tân Bắc, nơi đặt cơ sở của Gold Apollo, và quận Nehu ở Đài Bắc, nơi có trụ sở của Apollo System. Sau khi xác minh điều tra, văn phòng công tố viên cho biết, không có bằng chứng cụ thể nào được tìm thấy cho bất kỳ người Đài Loan nào có liên quan đến vụ đánh bom khủng bố. Người phát ngôn chính phủ Hungary, ông Zoltán Kovács cho biết, chính quyền Hungary đã xác định rằng công ty được BAC là một công ty trung gian thương mại, không có cơ sở sản xuất hoặc hoạt động nào khác ở Hungary. Tại Hungary, PAC Consulting đã được đăng ký vào năm 2022 để thực hiện hàng chục hoạt động kinh doanh, từ bán thiết bị viễn thông đến sản xuất trò chơi máy tính, với doanh thu khoảng 600.000 đô la Mỹ vào năm ngoái. Ông Zoltán Kovács thông tin thêm, PAC Consulting có một người đứng đầu hoạt động tại Hungary theo địa chỉ được liệt kê và các thiết bị được đề cập chưa bao giờ xuất hiện ở Hungary. Mạng lưới liên quan ngày càng phức tạp. Cơ quan an ninh quốc gia Bulgaria ngày 19 tháng 9 thông báo đã mở cuộc điều tra sau khi truyền thông Hungary đưa tin Nortra Global, công ty đăng ký trụ sở ở thủ đô Sofia của Bulgaria, đã nhập khẩu các máy nhắn tin và chuyển chúng cho Hezbollah. Ngày 20 tháng 9, cơ quan an ninh quốc gia Bulgaria cho biết công ty Nortra Global và chủ sở hữu không tiến hành bất kỳ giao dịch nào liên quan hoạt động mua bán các máy nhắn tin hoặc thuộc phạm vi các điều luật về tài trợ cho khủng bố. Nortra Global được công dân Na Uy Rinson Hose thành lập vào tháng 4 năm 2022, theo giới thiệu trên website đã ngừng hoạt động của hãng. Nortra Global là công ty công nghệ hàng đầu tập trung vào quản lý dự án công nghệ, phân phối, quảng bá và tích hợp công nghệ. Công ty năm ngoái công bố mức doanh thu 650.000 euro, tương đương 725.000 đô la Mỹ, nhờ hoạt động tư vấn bên ngoài Liên minh châu Âu EU. Đại diện hãng cho biết, Hose đi công tác nước ngoài từ hôm 17 tháng 9 và họ vẫn chưa thể liên lạc được với ông ấy. Cảnh sát Oslo, Hungary thông báo đã mở cuộc điều tra sơ bộ về thông tin công dân nước này liên quan đến sự việc. Giới chức Bulgaria nói, công ty Nortra Global của nước này không tham gia quá trình bán loạt máy nhắn tin phát nổ ở Liban như thông tin trước đó. Hôm 20 tháng 9, người phát ngôn lực lượng phòng vệ Israel IDF, chuẩn đô đốc Daniel Hagari cho biết, trong cuộc không kích vào thủ đô Beirut của Liban vào sáng ngày 20 tháng 9, họ đã nhắm vào mục tiêu và tiêu diệt tư lệnh tạm quyền của đơn vị đặc nhiệm Zawan của Hezbollah, ông Abrim Akwin. Theo chuẩn đô đốc Hagari, cuộc không kích còn tiêu diệt nhiều chỉ huy cấp cao khác của Hezbollah khi họ tập trung dưới lòng đất, một tòa nhà chung cư ở trung tâm khu phố Dahiye và sử dụng dân thường làm lá chắn sống. Người phát ngôn lực lượng phòng vệ Israel cho rằng,
những viên chỉ huy của Hezbollah bị tiêu diệt hôm 20 tháng 9 là những người đã chỉ huy các cuộc tấn công vào công dân Israel kể từ ngày 8 tháng 10 năm 2023. Ngày phong trào Hamas ở Gaza bất ngờ tấn công miền nam Israel và đang có kế hoạch thực hiện nhiều cuộc tấn công hơn nữa vào giai đoạn này. Cũng trong ngày 20 tháng 9, Bộ trưởng Quốc phòng Israel ông Yoav Gallant tuyên bố nước này sẽ không dừng lại sau vụ tấn công tiêu diệt các chỉ huy cấp cao của Hezbollah ở Beirut. Trên mạng xã hội X, ông Gallant viết, trình tự các hành động trong giai đoạn mới sẽ tiếp tục cho đến khi chúng tôi đạt được mục tiêu đưa người dân miền Bắc trở về an toàn. Về chính phủ Liban, Bộ Y tế nước này dẫn số liệu thống kê ban đầu cho biết, cuộc tấn công đã khiến 9 người thiệt mạng và làm 59 người khác bị thương. Trong khi đó, một nguồn tin thân cận của lực lượng Hezbollah ở Liban xác nhận, cuộc không kích của Israel vào ngày 20 tháng 9 đã khiến chỉ huy đơn vị tinh nhuệ Rawan của tổ chức này thiệt mạng. Theo nguồn tin giấu tên, người thiệt mạng là Ibrahim Aquin, tư lệnh tạm quyền của lực lượng Rawan, kiêm phó chỉ huy lực lượng vũ trang của Hezbollah. Ibrahim Aquin được cho là cấp phó của Fuad Sugar, người đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel hồi tháng 7, cũng tại thành trì của Hezbollah ở khu vực phía nam Beirut. Theo hãng tin Reuters của Anh, cuộc tấn công hôm 20 tháng 9 của Israel đã giáng thêm một đòn nữa vào Hezbollah sau khi họ phải chịu một cuộc tấn công chưa từng có vào đầu tuần. Trong cuộc tấn công đó, hàng loạt máy nhắn tin và bộ đàm mà các thành viên Hezbollah sử dụng đã phát nổ, khiến 37 người thiệt mạng và làm bị thương trên 3.000 người. Chính phủ Liban và Hezbollah cáo buộc Israel thực hiện cuộc tấn công đó, nhưng Israel không xác nhận hay phủ nhận sự liên quan của mình. Ngày 19 tháng 9, phái đoàn thường trực của Liban tại Liên Hợp Quốc đã thông báo kết quả điều tra sơ bộ về vụ nổ máy nhắn tin và bộ đàm. Theo đó, các nhà chức trách Liban phát hiện thuốc nổ đã được gài sẵn trong các thiết bị liên lạc phát nổ trước khi chúng được nhập khẩu vào nước này và được kích nổ bằng cách gửi email đến các thiết bị đó. Một nguồn tin từ Liban cho biết thêm, loại thuốc nổ được sử dụng là PETN, một trong những loại thuốc nổ mạnh nhất, được cài vào hộp pin của các thiết bị trên một cách tinh vi nên cực kỳ khó phát hiện. Nguồn tin trên cũng cho biết thêm, ngay cả khi hộp pin tách rời với thiết bị, vẫn có thể phát nổ được. Theo một nguồn tin an ninh khác, khoảng 3 gram thuốc nổ PETN được giấu trong các máy nhắn tin, có vẻ như từ vài tháng trước khi xảy ra các vụ nổ. Hành động phá hoại bị nghi do Israel thực hiện đối với hàng trăm hoặc hàng nghìn máy nhắn tin, bộ đàm và các thiết bị không dây khác được Hezbollah sử dụng đã đưa nghệ thuật phá hoại điện tử lên một tầm cao mới và đáng sợ hơn. Lần này, các thiết bị mục tiêu được cất trong túi quần, trên thắt lưng, trong nhà bếp, các thiết bị liên lạc thông thường được biến thành những quả lựu đạn thu nhỏ. Và do đó, các cuộc tấn công ở Liban có thể báo trước một bước tiến đáng sợ hơn nhiều trong hoạt động phá hoại. Lực lượng phòng vệ Israel IDF thông báo đã điều tiêm kích oanh tạc các mục tiêu của nhóm vũ trang Hồi giáo Hezbollah ở miền nam Liban. Các vụ không kích diễn ra hôm 18 tháng 9, sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant tuyên bố một giai đoạn mới trong chiến dịch quân sự chống lại phong trào Hồi giáo Hamas ở dải Gaza và các chiến binh ủng hộ Palestine ở Liban. Theo IDF, các tiêm kích Israel đã tấn công một bệ phóng tên lửa và một số tòa nhà của Hezbollah ở Jeppen, Hatam Kakila, Odessa và Chaman, miền nam Liban. IDF cũng cho đăng một video ghi lại các vụ không kích. Báo Time of Israel đưa tin, quân đội nước này đã có động thái trả đũa sau khi Hezbollah bắn hơn 40 quả tên lửa từ Liban vào miền bắc Israel. Trước đó, nhóm vũ trang Hồi giáo người Shiite thân với Iran thề sẽ đáp trả Israel sau khi hàng trăm máy nhắn tin cầm tay và máy bộ đàm do các thành viên của nhóm sử dụng đột nhiên phát nổ trên khắp Liban trong hai ngày 17 và 18 tháng 9, khiến ít nhất 32 người thiệt mạng và khoảng 3.200 người khác bị thương. Mặc dù Tel Aviv từ chối thừa nhận dính líu đến loạt sự cố trên của nước láng giềng, thế nhưng chính quyền Beirut và Hezbollah quy trách nhiệm cho họ. Nhiều hãng thông tấn quốc tế cũng trích dẫn các nguồn tin an ninh tiết lộ cơ quan tình báo Mossad của Israel đứng sau việc cài cắm chất nổ vào những thiết bị liên lạc nói trên. Tham mưu trưởng Israel Hezi Halevi ngày 18 tháng 9 cho biết, để ứng phó với tình hình căng thẳng gia tăng với Hezbollah, IDF đã tái thiết điều động sư đoàn dù tinh nhuệ số 98 từ Bắc Gaza đến biên giới với Liban. Các diễn biến tiêu cực đang làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột lan rộng ở Trung Đông. Trong một diễn biến liên quan, Israel bị nghi ngờ đứng sau vụ tấn công vào các chỉ huy của nhóm vũ trang Hezbollah sau khi một loạt máy nhắn tin của nhóm quân này đồng loạt phát nổ làm 9 người thiệt mạng và 2.750 người bị thương. Theo BBC và Telegraph, video ghi từ hiện trường cho thấy các thành viên Hezbollah bị thương trên người và ở mặt khi các máy nhắn tin mà họ dùng để liên lạc phát nổ. Các máy nhắn tin dường như bị gài bẫy hàng loạt. Khoảng 200 người trong tình trạng nguy kịch và Hezbollah mô tả đó là vụ xâm phạm an ninh lớn nhất đối với họ kể từ khi xung đột ở dải Gaza giữa Israel và Hamas, đồng minh của Hezbollah. Hãng CNN đưa tin, vụ nổ máy nhắn tin của các thành viên Hezbollah là kết quả của một chiến dịch phối hợp giữa quân đội và cơ quan tình báo Mossad của Israel.
Vụ việc xảy ra vài giờ sau khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố Israel đang mở rộng mục tiêu của mình trong cuộc xung đột hiện tại, bao gồm cả việc đưa hàng nghìn công dân trở về nhà gần biên giới với Liban, những người phải đi sơ tán vì các cuộc tấn công tên lửa liên tục. Nỗi lo về một cuộc chiến toàn diện giữa Israel và Hezbollah, lực lượng kiểm soát toàn miền Nam Liban, đã gia tăng sau khi Israel cảnh báo Mỹ hồi đầu tuần rằng cơ hội giải quyết xung đột bằng ngoại giao ở biên giới phía Bắc của nước này đang mờ dần. Hiện chưa rõ liệu vụ tấn công máy nhắn tin mà Hezbollah cho rằng Israel hoàn toàn chịu trách nhiệm có được thiết kế để làm suy yếu nhóm vũ trang nước này trước một cuộc tấn công có thể xảy ra hay đơn giản là một màn phô trương sức mạnh của ông Netanyahu trong bối cảnh nhà lãnh đạo này đang gặp khó khăn để xoa dịu những người theo chủ nghĩa diều hâu trong nước. Các máy nhắn tin phát nổ được lấy từ một lô hàng mới mà Hezbollah đã nhận trong vài ngày qua. Một quan chức Hezbollah cho biết hàng trăm chiến binh có các thiết bị này. Cuộc tấn công có phối hợp diễn ra vào lúc 15:30 theo giờ địa phương ngày 17 tháng 9 và theo các báo cáo, máy nhắn tin đã kêu bíp trong vài giây trước khi phát nổ. Tờ The New York Times dẫn lời một quan chức Mỹ cho hay, các thiết bị liên lạc đã nhận được một tin nhắn có vẻ như đến từ ban lãnh đạo Hezbollah và rằng vật liệu nổ được giấu trong máy nhắn tin do Đài Loan Trung Quốc sản xuất và được chuyển đến Liban. Theo một số nguồn tin của Liban, khoảng 3 gram vật liệu nổ được giấu trong mỗi máy nhắn tin, cùng với pin và một số công tắc có thể kích nổ từ xa. 3.000 máy nhắn tin đã phát nổ khi một tin nhắn được gửi tới. Hezbollah đã đặt mua khoảng 3.000 máy nhắn tin AB924 từ công ty Gold Apollo ở Đài Loan, Trung Quốc và nhiều máy trong số đó đã bị can thiệp trước khi Hezbollah nhận được chúng. Hezbollah đã chỉ thị cho các thành viên tránh xa điện thoại di động sau khi xung đột ở dải Gaza bắt đầu và thay vào đó là dựa vào máy nhắn tin để ngăn Israel chặn liên lạc. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin của chúng tôi. Quý vị hãy nhấn like, theo dõi kênh. Vietnamnet sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức mới nhất ở các bản tin tiếp theo. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại!